xin chào tất cả các em à, để mà cài các cái cuốn sách bài tập à, của thầy trên cái hệ thống à, Google Play ấy, thì có một số bạn đã hỏi rằng là thì những cái cuốn sách bài tập này là những cuốn sách mà hỗ trợ chúng ta học à, ví dụ như cuốn sách bài tập xác suất này rồi cái cuốn sách à, bài tập mô hình toán kinh tế cũng như là những cái cuốn sách khác mà thầy hiện đang à, xuất bản trên Google Play ấy. đây là sách à, dành cho thống kê thì một số bạn hỏi cái cách cài đặt những cái cuốn sách này như thế nào cũng như là cái cuốn sách toán cao cấp. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cài đặt cũng như là đặt mua trực tiếp trên Google Play. có điều là những cuốn sách này nó chỉ hỗ trợ cho các cái dòng điện thoại Android từ 5.0 lên nha. Android thôi chứ còn iOS hiện giờ nó không có hỗ trợ nha các em. Em thấy sức thông cảm cái chỗ đó thế thì để cài đặt những cái cuốn sách như thế này để tiện cho cái quá trình học tập của chúng ta đó vì lý do những cái cuốn sách như thế này thì nó rất là ưu việt ở cái chỗ là ngoài cái việc chúng ta học trực tiếp trên nó thì nó còn có một cái hệ thống các cái video để hỗ trợ đó thì bây giờ thì sẽ hướng dẫn các em cài đặt cũng như là đặt mua trực tiếp trên cái google play đầu tiên là các em bật điện thoại lên và các em sẽ chuyển qua cái phần ch play trên cái điện thoại đó ha ch play trên điện thoại đây cái phần ch play này này đó các em bật cái phần CH Play này lên. Rồi ví dụ như ở đây là thầy muốn đi tìm cái cuốn sách bài tập toán cao cấp được chưa? Của thầy Hà Chí Công. Đây, các em ghi vô đây là sách bài tập toán cao cấp này. Sách bài tập. Đấy, đó ta gõ vô và ta ấn tìm. Thế tìm thì cái cuốn sách nó nằm ngay chỗ vị trí này đấy. Đây chính là cái cuốn sách và cái cuốn sách này thì hiện nay đang bán trên Google Play của của thầy. À, nó là sách bài tập nha Giới thiệu sơ qua cuốn sách này Đây chính là cái trang bìa của nó Rồi chúng ta có một lục à, Trong cái tài liệu này thì thầy sẽ viết về hệ thống bài tập xoay quanh 6 cái chương lý thuyết này, này Đó là bài tập về giới hạn giải số và giới hạn hàm Rồi bài tập chương 2 đạo hàm và vi phân Bài tập chương 3 là về tích phân bất định Bài tập chương 4 là về tích phân xác định và các cái kỹ thuật tính cũng như là đánh giá cái sự hậu tụ của tích phân suy rộng. À, ở chương 5 thì chúng ta sẽ xoay xung quanh các bài tập liên quan về lý thuyết chuỗi và chương số 6 là về phương trình vi phân. Đây là cái à, những cái thông tin giới thiệu về cuốn sách của chúng ta. Được chưa nào? Rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đặt mua và cài cài đặt. Thì cái chuyện đặt mua thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút đơn giá này thôi. Để nhấn vào cái đơn giá này. Ha, à, nhấn vào đơn giá. Rồi ở đây người ta yêu cầu là ta phải nhấn chữ chấp nhận nè các em nhấn chấp nhận các em chọn mua ở dưới này ha chọn mua đó. rồi à, ở đây nó yêu cầu là các em phải nhập cái mật khẩu trên cái gmail của bạn đó rồi à, sau khi thì nhập vào thì ta nhấn cái nút xác minh nút xác minh rồi người ta nói này thanh toán thành công đó, yêu cầu xác thực đối với giao dịch mua đấy bạn nhấn có rồi ok đấy thì sau khi mình nhấn thì thì bắt đầu nó đang cài đặt nó đang cài đặt vào máy đó rồi như vậy là nó đã cài xong vào điện thoại và các em chỉ cần bật lên là các em xem thôi hả đây bây giờ ta quay lại điện thoại của chúng ta thì các em tìm ở trên cái giao diện của điện thoại thì nó cài vô đây này các em thấy chưa Để nó cài vô đây này và ta bật lên ta học thôi thì trong cái này á nó y như một cuốn sách nó là một ứng dụng bản chất của nó là một ứng dụng đấy à, Ví dụ như trong các phần bài tập chương 1 này là bài tập hàm số và giới hạn hàm số này thì các em ấn vào đây đấy thì đây chính là toàn bộ cái nội dung của cái cuốn sách bài tập của chúng ta đúng không rồi à, và mở ra này thì ở dưới này á là ngoài những cái chương Ví dụ như là À, bài tập về hàm số giới hạn hàm số rồi bài tập về đạo hàm vi phân hàm một biến tích phân bất định tích phân xác định về suy si rộng này vân vân thì ở dưới này nó có hai cái mục à, nhỏ nhỏ dưới này nó rất là quan trọng đó là cái phần mà các em sẽ à, xem video có nghĩa là trong các cái chương đây này, này đấy các cái kiến thức chương đây này này, này. À, mà các em đọc nó không hiểu đó mà à, các em đọc không hiểu thì các em có thể tham khảo tiền sở là các video của thầy à, các video thầy giới thiệu đây này thì các em bật lên các em xem thôi ở chương nào nó có các mục tương ứng chương đó đấy ví dụ như phần chương giới hạn giải số thì các em sẽ nhấn vào đây thì nó có một clip các video tương ứng hướng dẫn chúng ta giải các bài tập tất nhiên rằng nó không giống hoàn toàn nhưng mà nó sẽ là những cái video tương tự đây ví dụ giải giới hạn giải số thì nó có cái video tương ứng này và các em chỉ cần bấm vào các em xem thôi và tất nhiên rằng là xem video thì nó dễ hiểu hơn đúng không đấy được chưa nào à, tương tự như vậy Tương tự như vậy thì các em sẽ có cái đạo hàm rồi một biến rồi tích phân bất định vân vân ở đây. Đấy thì ta tự ta xem nha. Đó. Rồi. À, đó là giới thiệu cho các em những cái thông tin và ở cái phần cuối cùng này nó có cái phần giải đáp cùng bằng đọc á. Thì các em bật cái phần giải đáp cùng bằng đọc này thì cái này các em phải hỏi để người ta trả lời và tất nhiên là hỏi trực tiếp thầy công ha à, thì à, có cái gì trả lời các em thì thầy trả lời đi này và các em chỉ cần bật lên thì các em sẽ thấy được những cái câu mà thầy trả lời đi này đúng không đấy Đây có rất là nhiều bạn đã hỏi trong này rồi nè và đã được thầy giải đáp trong này rồi được chưa nào đó rồi đó là những cái à, cách hướng dẫn đặt mua cũng như là cách sử dụng cái cuốn bài tập à, toán cao cấp thì những cuốn bài tập khác như là xác suất này như là thống kê này như là gì à, như là kinh tế lượng như là mô hình toán sau này thì cái cái, cái mô nó cùng một kiểu như thế này thôi các em, được chưa nào? Đấy, à, chúc các em thành công và học tập thật tốt.